Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng về được hai loại lan hạt đỉnh đó. Thì em ra đã chia ra thành từng loại từng phần rồi, thì sẽ quay lần lượt cụ thể từng loại báo giá cho mọi người luôn nha. Đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người là lan địa lan hạt đỉnh vàng, và thứ hai là địa lan hạt đỉnh nâu đó. Thì đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người là địa lan hạt đỉnh vàng trước nha. Và hôm nay thì em có về được ít phần, và mỗi phần vậy là có giá là 250.000 nha. Địa lan hạt đỉnh vàng á, thì cái cách nhận biết dễ nhất của nó là cái phần lá này. Phần lá nó so với thằng hạt đỉnh nâu thì nó tương đối là nó nhỏ hơn đó. Và cái phần thân của nó cũng khá là suông, nó khá là suông chứ nó không có cái tập trung một cái phần củ lớn ở ngay gốc giống như là thằng hạt đỉnh nâu này. Đây hạt đỉnh nâu nè, còn hạt đỉnh vàng thì hầu như là không thấy được cái phần củ của nó. Và hôm nay về hạt đỉnh vàng thì cây rất là xanh tươi. Đối với cái loại địa lan này, hạt đỉnh vàng này thì cách trồng, cách chăm sóc cũng rất là dễ luôn mọi người. Mọi người về trồng có thể vào trồng vào chậu gồm đất, cát, phân chuồng, trộn đều cho tơi xốp lên là được, giống như trồng cây cảnh thôi. Sau đó trồng thằng hạt đỉnh vàng này. Và cái mùa hoa của hạt đỉnh vàng thì nó thường rơi vào tầm cỡ tháng 4, tháng 5 nhé mọi người. Hoa mọc thành từng chùm màu vàng rất là dễ thương luôn. Một phần vầy đó, phần vầy thì có giá là 250.000. Rồi thì em sẽ lại quay cái chậu hạt đỉnh vàng em trồng trong nhà, thì để cho mọi người xem cái cách thức trồng hạt đỉnh vàng luôn. Đây là cái về sau cái vườn nhỏ nhỏ nhà em. Rồi đây thì đây là hạt đỉnh nâu nè. Hạt đỉnh nâu thì lá rất là to, còn phía bên đây là hạt đỉnh vàng. Đó, hạt vàng này thì em trồng chung với cái chậu với cái cây dương sĩ á mọi người. Đó. Đây, đó. Lá của hạt đỉnh vàng thì nó nhỏ hơn. Hai cái dòng hạt đỉnh nâu với hạt đỉnh vàng này á, thì mọi người trồng nó tương tự như nhau thôi, y chang nhau. Mọi người trồng vào chậu nè, chậu gồm đất nè, đất rồi cát, ít phân chuồng nữa là được. Ok, rất là dễ trồng luôn. Cái hạt đỉnh á, thì mọi người trồng ở dưới cái giàn lan của nhà mình. Đó. Tránh ánh nắng trực tiếp cho mọi người, bởi vì cái phần lá của nó thì nó không ưa ánh nắng trực tiếp lắm. Nếu mà ánh nắng trực tiếp nhiều thì nó sẽ dễ bị dẫn đến trạng là cháy lá. Mọi người cứ để ở dưới cái giàn lan râm râm mát mát tí là cây sống rất là ok luôn. Đó. Cái dòng hạt đỉnh vàng với hạt đỉnh nâu này á, thì ngoài cái thú chơi vui là chơi hoa thì mọi người về còn có thể chơi cái dòng thân lá nha. Đó, đối với một cái vườn lan trong nhà mà trồng thêm ít hạt đỉnh nâu hoặc hạt đỉnh vàng á, thì mọi người xem nó khiến cái vườn lan của mình nó trở nên là rất là nhìn rất là xanh tươi tốt luôn. Đó, nên là các bác anh chị chưa có thì cố gắng sưu tầm nha. Đó, hai loại này cũng cực kỳ dễ trồng dễ chăm sóc đấy mọi người. Nó không cần phải chăm sóc gì quá nhiều đâu, cứ mọi người cứ trồng rồi chăm tưới bình thường thôi, ngày tưới hai bữa sáng với chiều là được rồi. Đó, nhìn em trồng này. Nói chung em chả chăm sóc gì, chả cần tưới phân cho gì, cứ để bình thường thôi, nó xanh phát triển xanh mướt luôn. Đó, hạt đỉnh vàng đây nha, hạt vàng thì lá nó nhỏ hơn hạt nâu một tí. Rồi. Đó, vàng nâu, cái cách trồng chăm sóc y chang nhau. Đó, hoa thì hai màu khác nhau nha mọi người. Rồi, tiếp theo thì em quay lại với cái phần giới thiệu cho mọi người. Đó. Rồi hạt đỉnh vàng là 250.000 phân nha. Và mọi người lưu ý là lúc quay thì em để nguyên vầy, tuy nhiên lúc gửi em sẽ cắt ngang đây nha. Cắt ngang đây, đó, về mọi người trồng để cho cây nó đỡ mất sức đó. Với cái hạt đỉnh á, thì mọi người chỉ cần cái phần gốc trở xuống đây thôi là chúng ta trồng được rồi. Nói chung có thể gửi tới nơi một vài lá như nó héo héo và vàng đi mà không sao đâu mọi người. Giữ phần gốc đây nè, đó, về mọi người trồng nó sẽ chăm, nó mọc lên mầm mới thôi, rất là dễ trồng. Rồi. Thứ hai là em xin giới thiệu với mọi người là hạt đỉnh nâu. Một cái loại hạt đỉnh cho hoa rất là đẹp luôn. Thì các bác anh chị nào đã chơi lan thì đều cố gắng sưu tầm một phần, một hai phần hạt đỉnh nâu vậy về trồng làm giống. Cái cách trồng thì cũng tương tự như thằng hạt đỉnh vàng nãy em giới thiệu rồi đó. Và cái này thì phần thân cũ rồi đây, cũ nó sẽ to đó. To và nó chắc hơn so với cái thằng hạt đỉnh vàng đây. Cái cách đặc điểm dễ nhận dạng nhất. Và phần lá nó cũng to hơn nè mọi người. Rồi thằng này thì giá cũng 250.000 một phần nhé mọi người. Một phần tầm 3-4 năm củ vậy đó. Đó, tùy củ to nhỏ. Thì lúc gửi thì em dùng cắt ngang đây. Đó, hạt đỉnh nâu thì có lẽ đây là một trong số những cái loại địa lan mà cho hoa đẹp nhất nhé mọi người. Hoa vừa to nè,
Cái vòi cũng rất là dài luôn, vòi có thể dài tới 1 mét, hơn 1 mét rưỡi luôn mọi người. Và thường thường thì nó hay nở hoa Tết, có một số thì nó nở vào tầm cỡ tháng 11, 12 gì đó. Đó, còn lại đa số là nở hoa Tết nha mọi người. Rồi, đây thì em chia ra thành các phần nó tương tự nhau thôi mọi người. Phần nào củ to thì nó sẽ ít thân hơn, mà nhìn nó khỏe khoắn hơn. Đó. Rồi, nay bà con người ta đi rừng cũng về được ít phần. Đó, một phần là 250 nha. Và lúc em gửi đi thì em cũng cắt ngang đây, cắt ngang đây, và mọi người chỉ cần cái phần gốc thôi, về trồng rất là khỏe luôn, rất dễ trồng nha. Nói chung là các bác anh chị cứ về trồng y chang như em hướng dẫn là được. Đó, cực kỳ dễ trồng luôn, dễ trồng, dễ cho hoa. Rồi, 250 một phần hạt đỉnh nâu và 250 một phần hạt đỉnh vàng đó mọi người. Rồi, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, còn thanh toán lúc nhận hàng thôi, còn mua nhiều 5-6 phần gì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn khách quen thì thoải mái, cứ gọi điện nhắn tin thì em gửi đi như mọi khi thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Và em báo giá lại lần nữa là hạt đỉnh vàng 250 phần, hạt đỉnh nâu 250 phần. Lúc gửi em sẽ cắt ngang nha, thì mọi người chỉ cần phần gốc là được rồi. Rồi, xin chào mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo.